Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio Chuyện Đông Hùa. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 360, thần vật đại trụ. Quách Cửu Mộ, mặc dù ngươi cũng là cửu trọng thiên vị thần, nhưng đừng tưởng ta không phải là đối thủ của ngươi. Vạn giới thánh từ lần này, ta nhất định phải đoạt được. Nụ cười tà mị của Đông Hồn lộ ra chiến ý, trong mắt hắn ta lóe lên vẻ gian xảo, giống như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Quách Cửu Mộ là đại sư huynh của Đan Thần Tháp, thực lực cửu trọng thiên vị thần, hắn như cự long biển sâu, lặng lẽ mà thần bí, đối mặt với sự khiêu khích, không nói không rằng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một loại uy nghiêm áp bức. Đột nhiên, hai tay Quách Cửu Mộ nhanh chóng kết ấn, một luồng gợn sóng vô hình lan tỏa trong không khí, xung quanh người hắn ta trong nháy mắt, ngưng tụ ra một thái cực trận đồ huyền ảo, đen trắng hai màu giao thế, ngũ hành chi lực lưu chuyển trong đó, tỏa ra uy lực khiến người ta nghẹt thở. Thái cực trận đồ giống như một thế giới cổ xưa, ẩn chứa lực lượng đặc thù của ngũ hành nguyên tố, chỉ cần bị cỗ lực lượng này thôn vệ, bất kỳ ai cũng không thể thoát ra được, bởi vì ngũ hành chi lực bên trong sẽ khắc chế bọn họ. Đồng tử Đông Hồn co rút lại, cảm nhận được sự bất phàm của chiêu thức này, không chút do dự thúc giục thiên vị thần lực đỉnh phong của mình, khí tức đáng sợ lan tỏa xung quanh người hắn ta, một đạo trường ảnh khổng lồ ngưng tụ thành, giống như thiên địa chi thủ thật sự, để ta thử xem, ngũ hành chi lực của ngươi lợi hại, hay thiên địa phục hồn thủ của ta lợi hại. Vừa dứt lời, đại thủ trưởng kia liền xuyên qua hư không với tốc độ cực nhanh, cuối cùng xuất hiện cách Quách Cửu Mộ không xa và chạm kịch liệt với thái cực trận đồ của Quách Cửu Mộ. Hai cỗ lực lượng dao động giống như cuồng phong bạo vũ, khuấy động không khí xung quanh như muốn xé rách không gian này. Hai cỗ lực lượng bùng nổ va chạm trên không trung, hình thành sóng xung kích hủy diệt. Luồng sóng này tỏa ra theo dạng gợn sóng, nơi nó đi qua, vạn vật khó mà thoát khỏi sự thôn phệ. Sơn cốc rung chuyển kịch liệt, ngay cả âm khí lan tỏa ở đây lúc này cũng bị sóng xung kích đáng sợ kia cuốn trôi không còn tăm tích. Hai cỗ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, hình thành những vòng xoáy lực lượng như muốn thôn phệ mọi thứ. Quách Cửu Mộ mặt không cảm xúc, nhưng trong động tác của hắn ta lộ ra vẻ kiên định và quyết đoán, khiến người ta cảm thấy trên người hắn có lực lượng vô tận. Đông Hồn thì ngược lại, trên mặt hắn ta tràn đầy hưng phấn cùng chiến ý. Từ lâu hắn ta đã không đối chiến với một cường giả đồng cảnh như vậy, nay có thể đối đầu với đại sư huynh của Đan Thần Tháp, đối với hắn ta mà nói đơn giản là cầu còn không được. Đều tràn đầy quyết tâm và niềm tin quyết đánh đến cùng, mọi người hiện trường đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có vài cường giả thần trích lùi xa khỏi phạm vi chiến đấu. Dù sao bọn họ đều là cường giả cửu trọng thiên vị thần, mỗi một chiêu quyết đấu đều có thể hủy diệt vạn vật, thực lực của ngươi cũng đạt tới cửu trọng thiên vị thần hậu kỳ. Quách Cửu Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Hồn của Âm Dương Điện, vốn tưởng đối phương chỉ là cửu trọng thiên vị thần trung kỳ, không ngờ sau khi giao chiến phát hiện đối phương cũng là cường giả hậu kỳ, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu. Xem ra đối phương đã cố ý che giấu thực lực, người đã là hậu kỳ, chẳng lẽ ta lại không thể sao? Đông Hồn cười kỳ lạ, đối với thực lực của Quách Cửu Mộ, hắn ta không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn ta cũng đã biết được thực lực thực sự của đối phương, chính vì biết người biết ta, thì trăm trận trăm thắng. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem thử, cùng là hậu kỳ, tột cùng hưu chết vào tay ai. Vừa dứt lời, Quách Cửu Mộ thân hình như quỷ mị, phi thân lên, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào. Trưởng phong của hắn mang theo tiếng gió rít, như thể có thể xé rách không khí. Đông Hồn cũng không chịu kém cạnh, lạnh lùng hừ một tiếng, lam quang phóng ra từ trong mắt giống như lưỡi dao sắc bén, chạm đoạn hết thảy năng lượng xung quanh. Thân hình hắn ta lúc ẩn lúc hiện trong không gian, mỗi lần hiện ra đều mang theo một đòn tấn công sắc bén. Lực lượng của hai người va chạm trên không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chiêu thức của Quách Cửu Mộ giống như gió táp mưa rào, cuồng mãnh mà bá đạo, mà Đông Hồn lại giống như du long trong hải triều, linh hoạt và khó lường. Trong khoảnh khắc, trong sơn cốc này chỉ có khí tức của hai người bọn họ giao thoa ác liệt, những người khác đều nín thở tập trung, choáng ngợp vì trận đối đầu giữa hai vị cửu trọng thiên vị thần này. Tuy nhiên, cho dù là công kích như gió táp mưa rào của Quách Cửu Mộ, hay là né tránh khéo léo của Đông Hồn, hai bên đều không thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Trận chiến giữa bọn họ giống như một hồi mưa bụi, mơ hồ lại kịch liệt, không ai có thể dự đoán được biến cục tiếp theo. Dù sao, sau khi đạt tới cửu trọng thiên vị thần, thực lực chiến đấu giữa bọn họ không thể chênh lệch một chút nào, một khi xuất hiện sơ hở là sẽ bị đánh bại. Cho nên, nhìn bọn họ chiến đấu lâu như vậy, song phương vẫn bất phân thắng bại. Điều này càng chứng minh thực lực của bọn họ phi thường tương cận. Đây chính là nhược điểm trong trận chiến của cửu trọng thiên vị thần. Đương nhiên, trừ khi hai người có át chủ bài rất khủng bố, có lẽ còn có một chút khả năng chiếm ưu thế. Lúc này, Lãnh Nhi của Ngũ Hành Phái cùng các sư huynh đệ khác, ánh mắt bọn họ không dám chớp lấy một cái. Nhìn vào trận chiến ác liệt trước mặt,
Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy đại sư huynh lại có thể dây dưa với đối phương lâu như vậy. Hơn nữa, không hề có chút ưu thế nào. Thần kiêu của Âm Dương Điện này quả thực rất cường đại, có thể giao chiến với đại sư huynh lâu như vậy. Nghe nói, Âm Dương Điện mặc dù ngày thường ít xuất hiện, nhưng cũng là một trong những thế lực siêu thần đỉnh phong có nội tình cổ xưa. Giờ phút này, thấy thần kiêu đông hồn này lại có thể chống lại những đòn tấn công cường đại của đại sư huynh, xem ra trong nhất thời bọn họ cũng khó mà phân thắng bại. Lãnh Nhi nhìn vào chiến trường ác liệt kia, cảm thấy lực lượng của hai người bọn họ ngang ngửa nhau, không ai thắng được ai. Lại một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, năng lượng đáng sợ cuốn ra, nếu như đây không phải là địa âm sơn cốc, chỉ sợ sơn cốc bình thường đã sớm thành bình địa, mà địa âm sơn cốc này có thể nguyên vẹn dưới sức công phá của lực lượng cường đại như vậy, chứng tỏ trong sơn cốc này nhất định có một cỗ năng lượng cường đại đang bảo vệ. Nguyên nhân mà những cường giả thần trích này xuất hiện ở đây đều là bị một cỗ khí tức cường đại thoát ẩn thoát hiện trong sơn cốc thu hút, cho nên mới có chuyện Càn Khôn Đảo, đàn thần tháp gặp gỡ Âm Dương Điện và gây ra xung đột. Hai thân hình lùi lại mấy bước, sau đó ổn định thân hình, Quách Cửu Mộ đặt một tay sau eo, trầm giọng nói, xem ra phải thi triển một chiêu kia rồi, đông hồn, tuyệt chiêu đi. Người kia cũng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, như hiểu đối phương muốn tung đại chiêu, hắn cũng không kém cạnh, đã như vậy, vậy thì hắn cũng phải thi triển ra át chủ bài cường đại nhất của mình rồi. Đông hồn, dưới một chiêu này, cho dù ngươi là cửu trọng thiên vị thần hậu kỳ, ngươi cũng sẽ bị loại, vị trí thánh tử vạn giới là của ta. Quách Cửu Mộ cắn răng, một cỗ khí tức siêu việt cuối cùng cũng được giải phóng, bắt đầu ngưng tụ tất sát kỹ đáng sợ của hắn. Mọi người đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua, Ngũ, Hành, Trường. Bóng dáng Quách Cửu Mộ kiên nghị như đao khắc, hắn ta quát lớn một tiếng, toàn thân lóe sáng, như thần linh dáng thế, thần lực cường đại ngưng tụ thành hình bên cạnh hắn, trường ảnh khổng lồ quét ngang bầu trời, mang theo ngũ hành chi lực huyền ảo nhất trên thiên địa. Cỗ khí tức đáng sợ này khiến tất cả mọi người có mặt đều nín thở ngưng thần, không dám hít thở mạnh, mà đối mặt với ngũ hành chi lực của Quách Cửu Mộ, uy lực huyền ảo vô song, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết vô cùng. Trong mắt Đông Hồn lóe lên vẻ nghiêm túc, nhưng thần sắc của hắn ta vẫn trầm ổn như sơn. Ngay sau đó, có thể xuyên qua lam sắc nhãn mâu của hắn ta, nhìn thẳng vào thần hồn sâu thẳm của hắn, mà thần hồn sâu thẳm lúc này, một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu bạo phát, một luồng lam quang từ trong mắt Đông Hồn bắn thẳng lên bầu trời. Một thần hồn cao vạn trượng ngưng tụ thành trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đó là hóa thân được ngưng tụ từ thần hồn lực tinh thuần, nó va chạm trực diện với ngũ hành cự trường, như hai tọa sơn phong vĩnh hằng đột nhiên đứng sóng đôi, thiên địa như mất đi màu sắc, thời gian trong khoảnh khắc này đóng băng, đất đá bay mù trời, cùng với điện thiểm lôi minh, như thể cảnh tượng trong thần thoại cổ xưa tái hiện. Trong trận đối đầu đỉnh cao này, ngay cả đám người quan chiến cũng có thể cảm nhận được áp lực khiến người ta nghẹt thở. Ngũ hành trường của Quách Cửu Mộ và thần hồn chi thân của Đông Hồn khuấy động vô tận sóng gió trong sơn cốc này, ngũ hành chi lực va chạm liên tục với thần hồn của Đông Hồn, như thể cả thế giới đang rung chuyển vì trận đối đầu của bọn họ. Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ lớn, hai cỗ lực lượng giống như thủy lưu va chạm, dấy lên sóng lớn ngập trời, ngay cả địa âm sơn cốc cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt, đá từ trên núi rơi xuống, như thể muốn chôn vùi toàn bộ sơn cốc này. Tuy nhiên, dưới sức công phá của cỗ lực lượng này, không ai nhìn thấy rốt cuộc ai thắng ai bại, chỉ có sóng xung kích đáng sợ lan tỏa khắp bầu trời, âm thanh vang vọng không ngớt trên thiên địa. Trận đối đầu của cửu trọng thiên vị thần giống như thảm họa ngày tận thế đáng sợ, trong khoảnh khắc này mọi thứ đều hóa thành hư vô, nếu không phải địa âm sơn cốc này có chút đặc biệt, chỉ sợ cũng đã sớm bị sóng xung kích hủy diệt kia tiêu diệt. Địa âm sơn cốc, một mảnh hỗn độn, bụi bặm bay lên và đá rơi giao thoa tạo thành một cảnh tượng ngày tận thế. Các cường giả thần trích trong màn bụi mịt mù này nhìn chằm chằm vào hai bóng người kia, Quách Cửu Mộ và Đông Hồn, giống như hai bức tượng im lặng đứng giữa chiến trường. Ánh mắt bọn họ giao nhau, như thể thời gian lúc này đã đóng băng, bụi bặm trong không khí bao phủ lấy hình dáng của bọn họ, nhưng không thể che giấu được sát ý ngày càng nồng đậm kia. Hai người dường như đang dùng ánh mắt để giao tiếp, mỗi một lần nhìn nhau đều tràn đầy sự đối đầu gay gắt. Lãnh Nhi của ngũ hành phái, hai mắt trừng lớn, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc khó tin, thực lực của thần kiêu Âm Dương Điện kia lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Phải biết, ngũ hành trường vừa rồi của đại sư huynh cũng coi như là một trong những át chủ bài, dưới lực lượng đáng sợ như vậy vẫn có thể ngang ngửa với đại sư huynh, lực lượng như vậy khiến nàng cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Các sư huynh đệ khác của ngũ hành phái cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vũ Tuyết liếc nhìn Quách Cửu Mộ và Đông Hồn, thực lực của hai người này chỉ sợ đều thuộc hàng người xuất sắc trong trận tranh đoạt vạn giới thánh tử. Trận chiến vừa rồi cũng khiến cho địa âm sơn cốc bị phá hủy không ít. Đột nhiên, khí thế của Quách Cửu Mộ và Đông Hồn bắt đầu tăng vọt, sơn cốc lại một lần nữa rung chuyển. Sự rung chuyển nhỏ bé dần dần hội tụ thành một cỗ lực lượng cuồn cuộn, như thể đại địa cũng đang run rẩy vì trận đối đầu sắp diễn ra. Những kẻ tranh đoạt xung quanh
trên mặt bọn họ hoặc là mong đợi, hoặc là lo lắng, nhưng không ai là không bị trận chiến sắp bùng nổ này thu hút. Đối với trận chiến giữa hai vị cửu trọng thiên vị thần, bọn họ rất hiếm khi được chứng kiến. Quách Cửu Mộ và Đông Hồn, một người mặc bạch y, một người khoác lam y, trong khoảnh khắc này bọn họ trông đặc biệt nổi bật. Trong tay bọn họ đột nhiên xuất hiện một món thần binh lợi khí, âm ỉ tỏa ra khí tức đáng sợ, nhưng không phải là thần khí, mà là những thiên địa bảo vật tìm được trong vạn giới thánh tử chi địa. Theo sự xuất hiện của hai món thiên địa bảo vật này, đám người đều biết, tiếp theo, hai người bọn họ sẽ phải thi triển ra thực lực thực sự. Chỉ cần một bên chưa gục ngã, vậy thì bọn họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Hai cỗ sát ý cường đại, gần như có thể chạm vào bầu không khí căng thẳng đến tột độ kia, khiến cho hơi thở của mỗi người có mặt đều trở nên dồn dập. Ngay lúc này, hai bóng người như tên bắn, lao về phía đối phương, bụi bặm xung quanh bọn họ hình thành một vòng xoáy, như thể muốn thôn vệ cả không gian xung quanh. Chiêu thức của bọn họ sắc bén và nhanh nhẹn, mỗi một lần giao chiến đều kèm theo tiếng va chạm kim loại, vang vọng khắp địa âm sơn cốc. Nhiều kẻ tranh đoạt nín thở ngưng thần, không dám hít thở mạnh. Nếu đại sư huynh của đan thần tháp thua, vậy thì bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thần kiêu của âm dương điện cũng không phải dễ chọc. Lúc này, hai tay bọn họ đều nắm chặt, trong chiến trường mịt mù bụi bặm này, Quách Cửu Mộ và Đông Hồn giống như hai viên nam châm vừa hút vừa đẩy nhau, khoảng cách giữa bọn họ càng gần, lực lượng bùng phát ra càng cường đại. Cho đến cuối cùng, khi vũ khí của bọn họ va chạm, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, toàn bộ địa âm sơn cốc đều rung chuyển dưới sức công phá của cỗ lực lượng này. Tuy nhiên ngay lúc này, một cỗ năng lượng từ sâu trong địa âm sơn cốc cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên bùng phát, như thể trận chiến giữa hai người bọn họ đã phá vỡ một loại cấm chế nào đó ở đây. Địa âm sơn cốc bắt đầu rung lắc kịch liệt, không ít kẻ tranh đoạt ngay lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Quách Cửu Mộ và Đông Hồn ở cách đó không xa vừa định tiếp tục giao chiến, bị lực lượng từ sâu trong địa âm sơn cốc kia khiến cho tạm thời dừng lại động tác tấn công. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quách Cửu Mộ mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn vào sơn cốc này. Ngay khi giọng nói của Quách Cửu Mộ vừa dứt, đại địa sơn cốc trong nháy mắt bị xé rách, một đạo kim quang bay thẳng lên trời, mang theo khí tức rất đáng sợ, lan tỏa khắp thiên địa, như thể có thần vật nào đó xuất thế. Những kẻ tranh đoạt xung quanh trường to mắt, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ đạo kim quang này, bọn họ đều không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Đây là lực lượng gì vậy? Mấy vị sư huynh đệ của ngũ hành phái cùng các cường giả của Càn Khôn Đảo, Đan Thần Tháp đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ chưa từng gặp qua lực lượng cường đại như vậy. Hơn nữa, cỗ lực lượng này không giống với thần nguyên chi khí thông thường, giống với lực lượng của một vài thần vật trong đại trụ hơn. Chẳng lẽ nói? Đám người đồng thời, trong đầu đều hiện lên cảnh tượng mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Dưới địa âm chi cốc này, có đại trụ thần vật. Khi ý nghĩ của bọn họ đều nghĩ đến điều này, cơ thể hiển nhiên không thể kiềm chế được mà run rẩy. Phải biết, thần vật là thứ do đại trụ tạo ra, lực lượng ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại. Nếu như bên dưới thực sự là một món thần vật, vậy thì, ai có được thứ này, thì sẽ nâng cao khả năng trở thành vạn giới thánh tử.